thì cái đầu bước đầu tiên của chúng ta giống như lúc nãy tôi nói, đó là chúng ta phải gom hết tất cả những request gửi lên hệ thống, đẩy hết về index.php. Bây giờ cái việc này chúng ta làm như thế nào? Khá là dễ. Ở trong Apache của chúng ta nó có một cái file nó giúp chúng ta là làm cái việc này. Đó là cái file, các bạn tạo tôi một cái file ở phía ngoài ngang hàng là index nhá. Tạo ra một cái file tên là .htaccess. Nó không có tên, file này chỉ có đuôi thôi, .htaccess. Xong chưa? Cái việc tạo file rất là dễ thôi. .htaccess này. Đây, chờ tí để coi này. Đâu nhỉ? Đây là .htaccess. Tí nữa tôi sẽ gửi cho các bạn cái đoạn này. Trong này nó viết một cái đoạn là rewrite engine on. Cái này nó tác động đến cái Apache, tức là tác động đến con server của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta là viết lại cái điều kiện để điều hướng tất cả các request đẩy về trang index.php với một cái tham số là URL bằng những cái đường dẫn của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta xem nhé, xem trước nhé. Chúng ta có cái vadam đô la gạch dưới get. Get đây là get URL. Chúng ta xem qua đã nhé, xem nó là cái gì. Tí nữa tôi sẽ gửi cho các bạn. Htaccess. Ô. Ô tổ sư. Copy này. Hết ra này, xếp xuống. Rồi bây giờ chúng ta xem nhé. Chúng ta có K30B1 repo đúng không? L51 và sao vẫn là cái này. À 52 xin lỗi các bạn. Rồi, null đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi có là thiện TH. Các bạn nhìn thấy chữ thiện TH không? Bây giờ đến duy TD. Được chưa? Với hỏi chấm ID bằng 1 vẫn cứ đẩy ra là duy TD. Tôi bất biết là ông truyền tham số kiểu gì. Bây giờ đẩy lên là test.php. Nó lấy ra luôn được test.php. Lấy ra được ở đây tức là ông có truy cập vào file test.php thì nó vẫn đẩy dữ liệu, đẩy luồng logic về file index.php này. Được chưa? Và với những cái đoạn mà viết sau cái dấu sược ở đây này, sau cái dấu này thì nó sẽ đưa thành cái biến là request dạng get bằng URL. Bây giờ nó quy định ở đây. Quy định ở đây. Được chưa? Bây giờ logic là gì? Logic sẽ như sau. Chúng ta có đơn giản thôi. Chúng ta có một cái biến là biến URL bằng if nếu mà iset cái get URL này bằng true thì cái biến URL cái sẽ bằng get URL, nếu mà không thì bằng sược. Bây giờ công việc của chúng ta là cái gì? Switch URL, nếu cái URL này bằng sược thì làm sao? Thứ nhất là require cái file là home page controller.php, sau đó chúng ta sẽ có là new ctl bằng new home page controller đúng không? Và home page này cần phải xử lý ở đâu? Xử lý ở hàm index đúng không? Thì là ctl trỏ đến index chấm hàm index như thế này. Được chưa? Đây là nơi chúng ta phân tích cái URL ra và điều hướng. Nếu mà chúng ta tiến hành là xử lý ở cái URL là create user, chúng ta có thể xử lý ở cái
require cái file là create, đây là user controller, user controller, và controller bằng user controller. Tiếp theo gọi đến hàm là create form. Được chưa? Đây, chúng ta tiến hành điều hướng thứ nhất là tiến hành điều hướng tất cả các request về cái index.php. Được chưa? Sau đó chúng ta phân tích các cái đường dẫn người ta gửi lên để trả về các cái controller phù hợp. Các controller này chẳng qua nó là các cái lớp, các cái class của chúng ta mà thôi, không có gì hơn. Được chưa? Trong class có những cái hàm thì chúng ta tạo ra một cái biến để là chứa cái đối tượng là lớp kia, sau đó là chúng ta chuyển điều hướng nó về cái hàm sẽ được xử lý logic cho cái thằng này. Đấy là chúng ta xong một cái bước thứ nhất và bước thứ hai. Thế nếu mà những cái mà không có được xử lý ở đây thì sao? Không được xử lý ở trong cái chúng ta chưa quy định những cái URL thì sao? Rất dễ, chúng ta có cái default. Không rơi vào mấy thằng này thì chắc chắn phải rơi vào default. Thì default chúng ta hoàn toàn có thể là require một cái file tên là nằm trong thư mục là view này, sược view sược 404 gạch ngang not found.php. Trong này chúng ta chỉ đơn giản hiển thị ra một cái giao diện là not found, là cái đường dẫn các bạn tìm kiếm mà nó không có trong hệ thống của tôi, chúng tôi không định nghĩa thì làm sao mà có được, đúng không? Ngoài ra cái này nó còn ứng dụng như cái gì này? Nếu chúng ta xác định sẽ sử dụng session ở trong hệ thống này, chúng ta chỉ đơn giản một phát là sử dụng cái session để tới start ở đây một phát là xong. Bởi vì tất cả các request của chúng ta bắt buộc phải chạy qua index, cho nên chúng ta chỉ cần session start một phát ở ngoài này là tất cả các hàm ở phía sau tôi không biết là nó xử lý ở đâu, nó bắt buộc phải qua đây, cho nên là nó đều có session rồi. Được chưa? Có mỗi thế thôi. Tức là viết một lần, sử dụng được nhiều lần. Sau khi chúng ta đã nắn được tất cả các request gửi đến server và trong project của mình đẩy hết vào file index thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái hướng phát triển thêm. Được chưa? Tôi đẩy cái file này lên nhá. Tất nhiên nếu mà bây giờ các bạn tương cái này vào thì sẽ bị lỗi. Lỗi chắc luôn. Update MVC Basic. Bởi vì chúng ta làm gì có cái hàm, có cái file homepage controller, user controller đâu, cho nên sẽ bị lỗi. Các bạn tạm thời case này này, thì các bạn có thể là echo ra là homepage. Đó, ở đây là echo ra là create user form. Ví dụ vậy, chúng ta tạm thời comment cái mới này vào. Bởi vì chúng ta chưa có cái lớp này. Ở đây chúng ta sẽ echo ra là 404 not found page. Có vậy thôi. Các bạn lên GitHub lấy cái file HTML set của tôi về. Copy paste vào phát là được. Quan trọng nhất là cái dòng dịch cuối cùng này. Cái file index của chúng ta đặt ở đâu cũng được nhé. Đặt ở đâu cũng được. Bây giờ cứ đặt hai thằng này nó ngang hàng nhau thì chúng ta viết như này. Nếu mà chúng ta có cái file index thì đặt ở trong cái thư mục là app chẳng hạn, thì chúng ta sược là app sược index như này. Được chưa? Đấy là cái đường dẫn đến cái file index mà thôi. Nó không có gì gọi là cao siêu cả. Quan lấy về đi và test đi.
không nhớ. Test thôi, các bạn test chưa đã. Từ từ, bình tĩnh. Mô đồ thì lấy từ bài trước về, cứ để nguyên mô đồ đấy, chúng ta chưa động chạm gì vào. Chưa có cái gì để hoạt động đấy cả, cứ thông thả. Đây chúng ta test này. Ở đây chúng ta mới quy định hai đường dẫn là sược 0 và create user đúng không? Chúng ta có thể viết như sau, đây là sược 0 này. Homepage, đây sẽ là ra trang homepage của mình đúng không? Đây là sang create user này. Thấy sang create user form chưa? Thấy đã bỏ để cái đuôi PHP của chúng ta chưa? Bây giờ không quan trọng là file PHP nào mà quan trọng là cái đường dẫn của chúng ta là gì. Được chưa? Ở đây chúng ta vẫn nhận được các tham số như bình thường, ví dụ như vào homepage, à vào create user này nhá. Tôi có thể là ở trong này tôi mới xử lý như sau này, đô la username chẳng hạn bằng đô la gạch dưới get của cái username. Đó. Và tôi echo ra này. With username bằng biến username này, thử nhá, hỏi chấm username bằng my to anh nhá, yeah. Vẫn nhận tham số như bình thường, podcast như bình thường, không ảnh hưởng gì cả, không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đúng không, vẫn xử lý tốt, được chưa? Thế bây giờ nếu mà tôi tiến hành vào một cái đường dẫn không có sao? Create user 123 page 404 not found. Được chưa? Đây là cái khởi đầu của chúng ta và chúng ta phải nhớ được rồi cái này. Đầu tiên là từ khi mà vào project ấy thì file đầu tiên nó chạy, đó chính là chạy cái file htaccess này. Từ file htaccess này nó đọc cái việc config của cái Apache thì tất cả các request gửi lên nó sẽ đẩy vào trong cái index.php. Giờ đẩy hết vào index.php. Sau đó thì index.php sẽ lấy ra cái URL và tiến hành phân tích cái URL đấy rồi điều hướng về một cái file nào đấy hay xử lý như thế nào để làm việc của chúng ta. Được chưa? Bây giờ chúng ta test tiếp, chúng ta tiếp tục này. Rồi. Đây có mô đồ, có thư mục mô đồ. Bây giờ chúng ta có thêm thư mục nữa, tạo thêm một cái thư mục nữa tên là controller. Tạo thêm một thư mục tên là controller. Tạo ra một cái file tên là home page controller, home controller đi. Home controller.php. Tạo ra nằm trong này. Tạo ra home controller.php. Ở trong này chúng ta có class là homepage home controller. Chúng ta tạo ra một cái function là index. Ở đây chúng ta echo ra là home controller trỏ đến hàm index. Được chưa? Xong chưa?
Và ở ngoài cái index này chúng ta quyết định cái trang homepage này sẽ được xử lý bằng cái homepage controller đúng không? Được chưa? Nếu mà đã sử dụng homepage controller rồi á thì tốt nhất là bê cái require nó vứt lên trên. Bê cái require nó vứt lên trên. Đây là cái gì? Chọn đi controller sược home controller.php đúng không? Xong chưa? Bây giờ chúng ta có biến là controller bằng new home controller và controller gọi đến cái hàm index. Gọi đến cái hàm index nữa. Được chưa? Chạy thử nhá, chạy thử đã này. Xong chưa? Đến đây xong chưa? Tiếp này. Bây giờ chúng ta new ra rồi thì chắc chắn là chúng ta có thể gọi được cái hàm index này là chuyện bình thường đúng không? Đây chẳng qua là gọi đến nhau thôi, nó không có gì gọi là cao siêu cả. Được chưa? Bây giờ coi nè. Homepage gì? Homepage, ôi giời ơi. Hả? Lên từ mục nào? À đúng rồi, xin lỗi các bạn. Do tôi sai. Đây tôi thiếu một chữ L. Rồi, xin lỗi. Được chưa? Chạy vào homepage controller. Gọi đến hàm index. Đúng không? Bây giờ từ index tôi lấy dữ liệu này. Đấy, tôi lấy dữ liệu từ model nha. Ví dụ model tôi lấy ra toàn bộ thông tin của user đúng không? Lấy toàn bộ thông tin của user đúng không? Bây giờ làm nào? Đã có thằng base model này rồi này. Bây giờ tiếp tục ở home controller. Mình thích thì require one. Cái model sược user model usermodel.php. Xong. Lấy dữ liệu từ model nhá. Đây có là user sc nó bằng user model 2.2.on như này đúng không? Được chưa? Và tiến hành va đâm nó ra đây. User tạm thời comment này vào. Va đâm nó ra. Bây giờ test nhá. Ôi giời ơi, lỗi rồi. Model user model. Có sai gì không ta? User model. Hả? Cái gì? Không, đây context của chúng ta là tính từ index mà. Context của mình là tính từ index. Thử nhá. Lùi lùi. Sược. Model như này đúng không? Ở nhập. Đây, ở đây. Homepage controller này. Lùi lùi sược. Maybe được. Không được. Lỗi gì đấy. Chờ tí để tôi coi xem nó là vấn đề là gì. User model, chờ tôi tí, tôi test phát ra. Model này, user model này. Bằng user model 2.2.on. On. Gọi đến hàm on được mà. Và ở đây, đây và đam user sc.
7. Lỗi gì nhỉ? Và đầm. Không chạy được này. Điền chưa? Object not found á. Là ra. Được rồi. Tôi có thể đảo luôn. Đây là ông nào. Đặt tay vào sao được? Rồi không nào ngang MVC mà. Yeah. New cái gì? New cái gì mà new? Chờ tí để tôi check lại nhá. Vấn đề là gì? Home controller require one cái module user module mà module user module rename. Của Duy mình sửa được mà máy mình lại không sửa được à? User model này. User bằng model, user model 2.0.on này. Và đam user die. Hả? Có sai gì đâu nhỉ? Lỗi quái gì ạ? Vẫn không được. Ở home controller có vấn đề. Home controller này.
require one model search user model on. Thôi rồi, tạm thời comment hết thì mới đi vào đã. Rồi, chạy được. Lỗi luôn. User model on. Bỏ lỗi bị điên. Require model này. Require model này. User model này. Chấm PHP. Hôm trước vẫn chạy bình thường mà. Chứng tỏ trong này có vấn đề. À, đúng rồi, tôi biết vấn đề là gì rồi. Đây, 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 đây. Đây, chúng ta user model extend cái base model này. Mà nó, chúng ta chưa require cái base model cho nên nó sẽ bị lỗi. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể làm theo hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta có thể là require ngoài home controller ra, chúng ta require thêm cái thằng là require luôn cái thằng base model ở đây. Base model, user model. Hoặc chúng ta có thể là bê cái thằng này. Bê cái thằng này. Đưa vào trong cái user model này. Require vào đây. Model, base model. Cả bên này nữa thì mới chạy được. Khổ lắm, cứ bảo sao không chạy. Đó. Reload. Chúng ta đã nhìn thấy dữ liệu đây đúng không? Thì ở đây chúng ta cắt hết, trả về như cũ. Index. Đây. Chúng ta require one user model. User model bằng on. User và die. Và đam. Bố khỉ. Vấn đề là gì? Xử lý base model này. Controller. À đây là require ones. Chúng ta bỏ cái này đi được. Đó. Bởi chúng ta đã require dữ liệu rồi cho nên chúng ta không thể require lại thêm một lần nữa. Ở đây chúng ta chỉ đơn giản là require one cái controller này, home controller.php này. Sau đó gọi đến hàm index của cái home controller. Mở nó ra. Trong này chúng ta require thêm file là user model và tiến hành lấy toàn bộ dữ liệu từ cái bảng user ra ngoài, sau đó là và đăng dữ liệu ra vào die. Thì ở đây chúng ta khi mà ra ngoài chúng ta reload, chúng ta nhìn thấy toàn bộ dữ liệu ở trong bảng user nó sẽ được ra hết ngoài này. Được chưa? Luồng dữ liệu của chúng ta đang bắt đầu đi từ HTSS đẩy về index. Từ index chúng ta require home controller. Và nếu mà rơi vào trường hợp cái URL của chúng ta là sược, tức là vào home page, thì chúng ta sẽ lấy ra đây là controller bằng new home page, bằng đẩy về tạo ra một cái biến là home controller và gọi đến hàm index nằm trong cái home controller đó. Và ở đây chúng ta thực hiện xong bước thứ hai rồi này. Tại đây chúng ta tiến hành thực hiện bước thứ ba là bây giờ tôi muốn lấy dữ liệu trong cơ sở dữ liệu ở trong bảng user đúng không, thì tôi gọi từ controller, tôi gọi đến cái model ở đây, nó là user model của tôi, được chưa? Xong thì cái gọi là gọi ở đây này, còn nó trả về cái bước số 4. Bước số 4 trả về này là thằng Đô đang ngó cái gì á, không học là phần này là chết đấy nha Đô nhá, học lại chắc luôn đấy. Đây là nghe đi,
buồn gì thì buồn, chuyện gia đình hay chuyện tình cảm gì dẹp nó đi, tập trung vào đây là nghe. Phần này là cái phần cực kỳ quan trọng, quan trọng nhất ở trong cái khóa này luôn ấy, không nghe là thôi dẹp nhá. Cái bước đầu tiên tôi giảng lại này, bước đầu tiên là từ HTTPS vào trong project thì chúng ta config HTTPS này. Config HTTPS xong thì tất cả request đổ hết về index.php. Trong index.php chúng ta thu thập cái URL đó, thu thập cái đường dẫn đến ở trong cái trên cái trình duyệt đấy. Chúng ta kiểm tra xem là cái đường dẫn đấy giá trị nó là bao nhiêu thì đổ về cái controller và hàm xử lý phù hợp tương ứng. Được chưa? Hàm đổ về hàm tương ứng thì chúng ta sẽ có, đây là xong bước 1 là đổ cái index này. Từ bước 1 phân tích URL và đổ cái controller là bước 2. Đây chúng ta hoàn thành xong bước 2 ở đây. Được chưa? Sau đó chúng ta từ controller này chúng ta lấy dữ liệu ở dưới cơ sở dữ liệu thì ở trong cái hàm index thì nó sẽ thực hiện cái việc đấy. Đây, thực hiện việc đấy thì chúng ta sẽ có là cái biến user bằng user model 2.2.all, tức là thực hiện một cái hàm nằm trong user model. Thì là bước 3, user model thực hiện xong tương tác cơ sở dữ liệu trả về dữ liệu thì là thực hiện bước 4 là bằng cái biến user này. Được chưa? Và cái này nó vẫn tồn tại ở trong cái controller của chúng ta. Được chưa? Bây giờ thực hiện tiếp hai bước kế này, thực hiện tiếp cái bước view này xem nhá. Bây giờ tôi có thêm, cần để có thêm cái view thì tôi tạo thêm thư mục là view. View ở đây, trong cái view này tôi tạo thêm một file tên là homepage đi, homepage.php. Do homepage.php trong này tôi code HTML như bình thường và tôi tạo bảng như bình thường, bao gồm ID này, đây là email, còn có những cái gì nữa nhỉ, ID, email, name, address, name và address, tạm thời vậy đã. Còn cái mớ ở dưới này tôi chưa điền cái gì, để tí tôi truyền dữ liệu ra ngoài, tôi hướng dẫn các bạn để cho nó ra cái giao diện này đã, xong tôi truyền dữ liệu ra ngoài với các bạn. Bây giờ tạo một file homepage đi, tạo một thư mục tên là view, tạo file homepage. Được chưa? Xong cái view chưa? Cái view các bạn viết cái gì ra đấy cũng được, tạm thời viết cái gì đấy cũng được, chưa cần biết nội dung nhá, bởi vì chúng ta đang là HTML tĩnh. Được chưa? Chưa có cái gì ở đây cả. Chưa có web động. Được chưa? Bây giờ tôi trả ra cái view này. Trả ra cái view này bằng cách như này. Tôi tạm thời bỏ phần này đi. Chúng ta tiến hành như sau. Include view sược homepage.php. Thằng kia vẫn đang xem cái gì cơ mà, tập trung vào đâu, bóng bánh đúng không, đang xem SEA Games đúng không, xem gì, bê lap về nhà xem luôn đi. Tôi thề với ông là ông đang không biết cái gì đâu, hỏi thêm phát nữa chết bây giờ này.
tập trung vào, không có lần thứ ba đâu nhá. Có lần thứ ba là ra nói chuyện với phòng đào tạo. Bác cô định đâu rồi? Đâu? Làm đâu rồi? Làm đến đâu? Không phải trò đùa đâu. Nghiêm túc đấy. Còn nếu cảm thấy không muốn học, ra ngoài. Thoải mái luôn. Đây không phải là chỗ ngồi để điều hòa, để ngồi xem một cái gì đấy về nhà mát hơn. Nhá. Include cái view homepage này. Để chúng ta xem kết quả. Thấy ID, email, name, address không? Được chưa? Lấy được cái giao diện nãy của chúng ta rồi nhá. Tiếp tục này. Ở trong homepage này tôi tiến hành, ở đây các bạn thử xem nhá. Code PHP. Chúng ta tiến hành for each, cải biến user as key value. Code logic như bình thường. Code logic như bình thường. Đây ở đây chúng ta sẽ có là cái TR, thẻ TR. Trong này có các thẻ TD. Thẻ TD này sẽ bao gồm là bằng cái value một ID. Value cột name, cột email chứ. Value cột name, value cột address. Trỏ ra. Thì bây giờ chúng ta có cái giao diện. Thấy không? Đã đổ cho người dùng một cái giao diện được sinh động ra từ cơ sở dữ liệu. Số lượng code không nhiều. Nói thật với các bạn, với lượng số lượng code này cực là rất là ngắn rồi. Được chưa? Nó theo một cái luồng nhất định. Thì đây là cái, để tôi giữ lại các bạn cái homepage PHP nhé. Đây. Trả về một cái view từ controller chỉ đơn giản là include cái view đấy vào một phát là xong. Homepage nào? Homepage.php đây. Đâu? Đây với đây hả? Ô, đến bây giờ còn hỏi này à? Cứ chỗ nào có hỏi .php và đóng đúng không? Thì đoạn đấy được Apache nó dịch từ code PHP sang ngôn ngữ để máy nó hiểu đúng không? Được chưa? Rồi cứ bình tĩnh. Được chưa? Có đồng ý không? Rồi. Ở đây cái đoạn nó dịch cần dịch đầu tiên là cái vòng for each đúng không? Rồi tức là chạy hết một lượt của cái mảng, chạy vào từng phần tử một. Xong chưa? Nếu như PHP bình thường là có for each là thường có đóng ngoặc và mở ngoặc đúng không? Mở ngoặc và đóng ngoặc nhọn đúng không? Xong thì đây nó là từ đây đến đây là nội dung của một file PHP. Nội dung của một đoạn PHP. Nhưng mà trong cái ngoặc này tôi muốn viết code HTML. Được chưa? Tôi muốn viết code HTML vào trong này. Thì tôi tiến hành là đóng cái PHP ở đây để đóng cái ngoặc này vào. Sau đó tôi đóng nó để cho cái đóng ngoặc có tác dụng, tôi lại phải viết code PHP cho nó để dịch mỗi cái ý nghĩa của cái việc đóng ngoặc của for each thôi. Ở giữa này tôi viết TR và TD tương đương với cái việc là mỗi một phần tử ở trong cái mảng này nó tương ứng với một dòng ở trong cái bảng. Được chưa? Làm cái việc này để chúng ta có thể viết được code HTML lẫn giữa code PHP, giữa cái for each. Được chưa? Nếu mà viết như thế này các bạn sẽ hiểu ngay lập tức này. Nếu tôi viết như thế này
thì các bạn sẽ hiểu. Như này hiểu không? Đóng vào này không có vấn đề gì đúng không? Rồi, echo DDR. Echo cái thẻ DD đô la value cho đến ID. Này có hiểu không? Này không hiểu ấy hả? Echo là gì? Hiển thị một cái text nào đấy ra đúng không? Nhưng mà tôi echo đây là cái thẻ gì? Thẻ TR. Thì sao? Thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái thẻ TR hoàn thiện như làm sao nữa. Đây này. Đúng chưa? Còn các thẻ TD ở trong này, ID này, email này, name này và address này. Được chưa? Đến đây hiểu chưa? Rồi, thay cho cái việc tôi echo liên tục như này, tôi viết thẳng cái thẻ HTML ra. Được chưa? Dùng cách nào cũng được. Đấy, tùy các bạn thôi. Kết quả như nhau. Ôi lỗi mẹ luôn. À đây thiếu dấu chấm phẩy. Kết quả như nhau. Được chưa? Tôi đẩy code lên nhá. Được chưa? Test đi. Chúng ta chuẩn bị sẽ làm cái phần tạo mới và upload ảnh ngay bây giờ đây. Upload ảnh dễ mà, có mỗi một hàm thôi, move upload file gì đâu. Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ đến chức năng khác, chức năng tiếp theo. Chúng ta thử làm một cái phần tạo mới nhé. Chúng ta có một cái thẻ A ở đây. Href bằng create. Viết mỗi này. Create. Được chưa? Chúng ta sinh ra thêm một cái thẻ TD nữa, không có dữ liệu gì ở trong. Create. Đây, có chữ create đây, đúng không? Nó thấy nó sược sang cái gì? Sược sang create, đúng không? Bấm vào, not found. Được chưa? Nó đang không có cái đường dẫn này, chúng ta chưa định nghĩa cái đường dẫn này, đúng không? Bây giờ chúng ta phải định nghĩa. Thì định nghĩa từ đâu? Định nghĩa cái đường dẫn mới ở đâu? Ở Hoàng, định nghĩa đường dẫn mới ở đâu? Home. Home controller. Đây à? Sai.
nhìn lại cái vòng đời xem là nên định nghĩa ở đâu. Tạo ra một cái URL xong nó lại phân quyền nó về một cái controller nào đấy là định nghĩa ở đâu? Bấm vào cái thẻ A này có phải là nhảy sang một trang mới không, là gửi lên server một request mới đúng không, là bước một được chưa? Trong bước một thì chúng ta lại điều hướng về trang index. Trong trang index chúng ta phân tích cái URL và đẩy nó về một controller được chưa? Thì chúng ta phải định nghĩa URL mới ở trong index.php được chưa? Luôn luôn bắt đầu từ index đây, thấy không? Đây nó chính là create. Thấy không? Create user form. Được chưa? Rồi bây giờ tiếp theo là nào? Tuân thủ đúng cái MVC thì chúng ta lại tiếp tục là controller, có biến controller bằng new home controller tiếp, hoặc là nếu mà thích thì new user controller cũng được. Chúng ta tạo mới ra một cái controller mới, new file tên là user controller.php. Tạo mới ra. Tạo mới ra. Ở trong này chúng ta sẽ tiến hành require one cái user model. Và tạo class ở đây. Class này là user controller. Hàm là hàm index hoặc là hàm user form. Ra đây create user. Create user. Ở trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tên là model bằng new user model và truyền nó ra ngoài cái view. Chúng ta sẽ có include cái view sược user sược form.php. Truyền nó ra ngoài view. Thì view của chúng mình có cái gì? Ở đây chúng ta có nhìn thấy view sort user không? User nó là cái gì? What? User này là cái gì? Tôi không bắt ông dịch. Nó là cái thư mục. Khổ lắm. User sort tiếp form.php. Được chưa? Đấy là cái đường dẫn đến một cái thư mục nào đấy, một cái file, một cái thư mục xong đến cái file form. Thế này có ý nghĩa là gì? Sau này chúng ta có những cái module nào liên quan đến người dùng, liên quan đến bài viết, liên quan đến quyền, liên quan đến danh mục, liên quan đến email, thì chúng ta có những cái view riêng cho nó. Đặt tất cả những cái cục đấy vào trong một cái view riêng liên quan đến, ví dụ user thì chúng ta có danh sách user này, thêm user, màn hình thêm user này, màn hình cập nhật user này, đúng không? Thì chúng ta gom nó vào trong một chỗ thì chúng ta dễ quản lý hơn rất là nhiều so với cái việc mà chúng ta ném hết vào trong cái mục view này. Được chưa? Xong thì trong cái form, xong đến đây chưa? Form này chúng ta cứ viết tạm ra đây là user form đi, viết tag ở đấy, viết tạm user form này có chữ ở đấy là được. Thì ở trong này, ở trong cái index.php chúng ta sẽ có controller bằng new user controller. Nhưng mà trước đây chúng ta phải require nó đã. Require one controller và user controller.php. Chúng ta tiến hành controller, biến controller bằng new user controller và gọi đến cái hàm là create user đúng không?
đây cái hàm này, hàm create user và break nó ra. Được chưa? Đây là test này. Create đúng không? Hiện tại đang ra là create user form. Nó đẩy sang user form, tức là nó trả ra được cái file view này của chúng ta rồi. Trả được cái file view của chúng ta rồi. Bây giờ cái việc của mình đơn giản là xây dựng cái form cho nó thôi. Được chưa? Form của chúng ta sẽ có form action bằng save gạch ngang user có method bằng post, có method bằng post như vậy. Tùng đóng cái cửa của Tùng ơi. Cứ thuộc cho tôi đầu tiên là vào index, sau đó đến controller, nếu cần dữ liệu thì gọi đến model, sau đó trả về view. Có 4 bước thôi, không có quá nhiều thứ phải nhớ đâu. Được chưa? Tạo form này thì form chúng ta có những cái thẻ div. Thẻ div này sẽ là cái đầu tiên là cái username đúng không? À, email chứ. Email này. Hai chấm bằng thẻ input. Type bằng text. Name bằng email. Value tôi để trống. Tiếp theo duplicate lên chúng ta có password đúng không? Password. Input type bằng password. Name bằng password luôn. Value cũng để trống. Có tiếp cái gì? Có tiếp cái gì bây giờ? Đúng nhỉ? Đây user email password này. Role ID đúng không? Role ID role thì chúng ta có cái input type bằng radio. Có name bằng role ở dưới ID. Value thằng này bằng 100. 100 thì có role là gì nhỉ? Member. Duplicate lên. Role ID bằng 300. Có role là mod. Role bằng 900. Role là admin. Rồi sao? Tiếp theo là avatar. Avatar thì input type bằng file. Được chưa? Input type bằng file. Name bằng avatar. Value trống. Này trống. Placeholder không có. Còn gì nữa? Address đúng không? Duplicate node lên. Đây là address. Input type bằng text. Name bằng address. Value rỗng. Và cuối cùng chúng ta một cái div. Ở dưới có một cái button. Có type bằng submit. Có value bằng submit. Tạo ra cái giao diện này này. Ta
muốn giao diện đẹp thì ốp bút chạm các thứ các kiểu vào đây. Thế tôi không làm, tôi có thời gian làm. Hả? Cái gì? Cái gì tên gì? À ừ, còn thiếu name, xin lỗi các bạn. Đấy, tí quên. Name trước avatar đi. Name. Đây. Name bằng name. Đó, bây giờ cái form của chúng ta sẽ như sau. Email, password, role, name, avatar, address. Được chưa? Và cái form này sẽ có cái đường dẫn gửi lên là bằng sếp cái ngang user đúng không? Xong, bây giờ xử lý logic như sau. Action bằng sếp user method post. Nhưng mà trước đấy chúng ta phải kiểm tra xem cái sếp user này đã có cái URL chưa. Nếu chưa có thì thêm vào. Thì chúng ta tiến hành kiểm tra ở đâu? Index. Chưa có cái nào đúng không? Thì duplicate lên để có. Sếp gạch ngang user. Gọi đến user controller, hàm là hàm sếp user. Hàm này chưa có. Hàm này chưa có thì tạo mới nó ra. Hàm set user này làm gì đã có đâu. Nếu mà chưa có thì tạo mới nó ra. Đây tôi DD1 à quên Vadam 1 đây. Để biết là tôi submit lên thành công là được rồi. Đây nơi sẽ điều hướng cái tất cả các request của chúng ta. Đẩy code lên nhá. Được chưa? Được. Submit lên. Chạy rồi submit lên thôi. Mặc dù nó chẳng có cái dữ liệu gì cũng submit được lên. Ra một đúng không? Tức là nó đã chạy vào trong cái đường dẫn là ở trong file user controller hàm set user đẩy ra số 1 này rồi. Bây giờ việc của chúng ta đơn giản là thu thập thông tin và lưu trong cơ sở dữ liệu mà thôi. Được chưa? Thì thu thập thông tin kiểu gì? Giống như PP thuần.
chúng ta sẽ có là email bằng đô la gạch dưới post của email, của input email, sau là password bằng đô la post password, cái gì nữa, name bằng name, gì nữa, name bằng name này, email password role ID, role ID bằng role gạch dưới ID, gì nữa nhỉ, name name, address, để lại cái avatar nha, avatar các bạn chưa xử lý được, tí tôi sẽ hướng dẫn, address bằng address. Address bằng address, remember các thứ kiểu chúng ta không cần. Tạo được dữ liệu đã. Test lấy vài cái tính sau. Test xem lấy được chưa bằng cách là va đâm. Thôi bỏ qua cái va đâm thì tôi lười viết cái va đâm lắm rồi. Được chưa? Đến đây đi. Tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Được chưa? Lương không kìa? Rồi. Tôi lười viết cái va đâm đài lắm rồi. Nó mỏi tay. Bây giờ nếu mà muốn viết những cái hàm nào dùng chung cho toàn bộ project ấy, tôi hoàn toàn có thể tạo ra một cái thư mục ở đây tên là common. Thư mục common. File của tôi tên là file util.php. Sau này tôi viết code php, tôi sẽ có cái hàm vadam và function. Function là dd. Có một cái biến là va ở đây. Chúng ta sẽ có là vadam, biến va, và chúng ta sẽ có đài ở đây. Đấy, có thế rồi. DD, vadam đài. Hàm DD nhận biến là va. Chúng ta tiến hành vadam cái biến va đấy ra. Và chúng ta tiến hành die. Sau đó ở ngoài này, ở ngay dưới session start ấy, chúng ta tiến hành require one. Cái common sược util.php. Đấy. Nhét nó vào đấy. Sau đó là ở trong cái, xong đến đây chưa? Sau đó user controller tôi muốn dd là cái gì, dd email xem tôi lấy được không. Có mỗi thế này thôi. Bây giờ mỗi chỗ nào chúng ta cần đăm đai gọi mỗi cái hàm và đặt dd này là xong, đỡ vất vả. Submit lên lần nữa, giảng viên a cộng t3h đúng không. Bây giờ tôi muốn kiểm tra xem cái password của nó là cái gì. Một 2 3 5 6, dễ không? Đấy là lấy dữ liệu được từ cái, từ cái form kia. Bây giờ tôi muốn lấy dữ liệu từ cái file thì làm nào? Lấy dữ liệu từ cái file, từ cái input type bằng file ấy, tôi làm kiểu gì? Trước hết các bạn lưu ý cho tôi, nếu mà chúng ta muốn đẩy một cái file nào đấy lên phía server nhé, trường hợp muốn đẩy một cái file, tôi đích biết file của các bạn là file gì, file ảnh, file ảnh, file text, file word, file excel hay là file gì xong, tôi không quan tâm file ảnh của các bạn là file gì. Cứ đẩy ảnh lên thì chúng ta phải có thêm cái đoạn này. Increase type bằng multipath sược form trừ data. Bây giờ cứ đẩy ảnh lên là phải có cái thằng này.
multi-path form input type và multi-path form data. Phải có thằng này chúng ta mới gửi được file lên trên server. Không chưa? Bây giờ test nhá. Các bạn không cần phải làm việc này đâu, tí nữa làm xong. Tôi tạm thời tôi cắt cái thằng này đi này. Bây giờ tôi lấy dữ liệu ra từ ở phía trên này, tôi sẽ có đô la gạch dưới file. File tên là avatar. Xem nó có gì không nhá. Chẳng có gì. Được chưa? Cũng có thể là do tôi chưa up file lên, bây giờ tôi up một cái file lên. Tôi up thằng Doãn Chí Bình lên. Desktop này, đây vẫn còn ông Doãn Chí Bình này. Submit lên, các bạn sẽ nhìn chỉ nhìn thấy nó null nhá. Null luôn đấy. Sao lại null nhỉ? Đáng lẽ phải gửi lên được cái tên. Đây file avatar input file on time value file này. Name bằng text chứ. Name bằng text, input type bằng file, name bằng avatar, value bằng rộng. Back lại. Doãn Chí Bình gửi lên null. Ảo rồi. Rồi ok. Rồi bây giờ tôi thêm input type này. Multi-path form data này. Bây giờ thêm thành cái gì nhá. Back lại cái form. Chúng ta kiểm tra xem cái form nó có chưa. Đây, multi-path form data có rồi nhá. Thấy lên chưa? Phải có cái multi-path form data thì mới gửi được file media lên. Tức là ảnh, odd, các thứ các kiểu, các dạng file. Kể cả video cũng lên được. Được chưa? Phải có cái đấy mới lên được trên. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành lưu file đã. Lưu file trước, lưu đối tượng sau. Chúng ta sẽ có như sau. If dollar, chúng ta sẽ có một cái biến là biến file bằng dollar gạch dưới file. File name là avatar đúng không? File name là avatar này. Bây giờ chúng ta nếu mà file thuộc cái cột là size mà lớn hơn 0. Được chưa? Tức là up lên thì file nó chắc chắn là phải có dữ liệu đúng không? Mà đã có dữ liệu thì nó phải có kích cỡ của file. Như ở đây cái file Doãn Chí Bình nó nặng là 3 mê. Được chưa? Khoảng gần 3 mê. Nó nặng như này mà. Cho nên là file chúng ta đã gửi đến chắc chắn là sẽ phải có dung lượng nào đấy. Được chưa? Nếu file có dung lượng lớn hơn 0, chúng ta sẽ có một cái biến là file name. File name bằng chết nhầm. Chúng ta có cái biến file name ở ngoài chứ quên. Xin lỗi các bạn. File name bằng rỗng này, bằng string rỗng này. Nếu mà cái biến của chúng ta cái file của chúng ta lớn, có dung lượng lớn hơn 0, chúng ta sẽ tiến hành file name bằng một cái string là upload sược cộng với unique ID cộng với một dấu trừ cộng với cái biến file ở cột name. Tôi sẽ dd cho các bạn xem nó là cái gì nhé. Được chưa? Test này. Upload 599 AAEB87 cái gì gì đấy, trừ Doãn Chí Bình chấm JPG. Reload cái nữa. Các bạn thấy text thay đổi không? Như này tức là sao? Cho thêm được một cái đoạn text mà không bao giờ bị trùng vào trong cái hệ thống của mình. Thế có ý nghĩa gì? Nó sẽ tránh cho cái việc là những cái file các bạn upload lên cùng tên. Nếu mà đã cùng tên nó sẽ xóa bay mất cái file cùng đi. Hiểu chưa? Nó xóa đi thì cho nên là chúng ta không thể nào mà up. Nếu mà bị trùng, ví dụ ông A, ông trước tôi có nói qua đấy. Đó là nếu mà hai tài khoản có cùng một avatar, ảnh cùng tên, nhưng một cái là tên là Doãn, một cái ảnh tên là Doãn Chí Bình,
.jpg. Nhưng mà ảnh ấy là mặt thằng Doãn Chí Minh. Nhưng mà thằng B này cũng ảnh tên là Doãn Chí Minh, nhưng mà cái nội dung ảnh nó lại tên là thằng Dương Quá. Đúng không? Thằng B này upload sau, tạo tài khoản sau thì nó tiến hành là nó đè lên cái ảnh của thằng A. Cho nên thằng A mặt là Doãn Chí Minh nhưng mà nội dung là Dương Quá. Được chưa? Thế bây giờ tiếp tục thằng A thấy cái ảnh nó khác, không phải là ảnh thần tượng Doãn Chí Minh của mình. Tiến hành xóa đi. Đúng không? Xóa cái ảnh đi, up cái ảnh sáng khác lên. Đúng chưa? Thế vậy là ông up một cái ảnh tên là Doãn Chí Minh thật, Doãn Chí Minh gạch ngang thật .jpg lên. Đến lúc này ảnh cũ là Doãn Chí Minh .jpg bị xóa đi. Thay và chúng ta sẽ có một cái ảnh là Doãn Chí Minh gạch ngang thật .jpg. Vậy tự nhiên là thằng B này cũng trỏ đến cái ảnh Doãn Chí Minh cũ và bị xóa mất, thằng này không còn avatar. Được chưa? Tránh cho cái việc đấy thì chúng ta phải đặt tên cái ảnh, thì chúng ta phải đặt làm sao cho nó thành một cái tên mà không bao giờ bị trùng nhau. Chấp nhận server có thể có nhiều ảnh hơn cần thiết, nhưng người dùng không bao giờ bị thiệt về cái chuyện là ảnh bị trùng nhau hoặc đè nhau hoặc xóa nhầm của nhau. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có file name bằng cái đường dẫn này. Bây giờ chúng ta lưu file. Lưu bằng cách là chúng ta có hàm move upload file. Hàm move upload được file. Move cái gì? Move cái file ở cột là tmp-name. Đây nó chính là cái đường dẫn đến cái file tạm thời. File upload này nó sẽ lưu tạm thời ở một chỗ nào đấy. Sau một thời gian nếu các bạn không dùng nó tự động nó xóa đi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta chuyển cái file lưu tạm thời đấy vào trong thư mục của mình với một cái tên mới. Được chưa? Thì chúng ta phẩy ở đây một cái là file name. Để di chuyển cái file kia vào thư mục upload thì trước hết là tôi phải tạo cái thư mục upload ra ngoài đã. Đây upload. Đó, tôi vứt đây thôi. Sau đó chúng ta có tiếp tục model bằng new model trỏ đến email bằng biến email model trỏ đến password bằng hàm md5 của cái password model trỏ đến name bằng biến name model trỏ đến role id bằng biến role id model trỏ đến address bằng biến address model trỏ đến avatar bằng biến file name. Và tiến hành chúng ta tiến cuối cùng chúng ta tiến hành là model trỏ đến save một phát là xong. Tiếp tục header location về index.php. Bỏ cái này đi.
Được chưa? Test cái nhá. Chưa chắc đã áp được. Máy các bạn chắc chắn áp được. Nhưng máy tôi chưa chắc. Bên Linux nó phân quyền. Phân quyền thư mục. Mark thì ra. Mark thì không phải tự nhân Linux ra. Thật đâu? Thật đâu? Tìm hiểu không đến đầu đến đũa phán như thành. Kernel là một kernel Ubuntu và kernel của Linux cùng nhân, nhưng mà nó đã được custom đi rồi. Nhưng mà cơ chế bảo mật giữ nguyên. Rồi, chúng ta test này. Back lại. Đây là thằng Đạt, tên là gì Đạt nhỉ? Tên đầy đủ đây. Lê Thành Đạt a@gmail.com. Password là 123456. Thằng này cho là mod. Là mồm cho là mod. Lê Thành Đạt. Đạt có idol là Doãn Chí Bình. Address là Google. Thằng này nhào Google luôn. Submit nhá. Lên luôn. Giờ xem lên ảnh chưa? Upload không lên. Các bạn test đi xem có lên không? Ông Duy test đi xem có lên không? Của tôi thì không lên chắc rồi, bởi tôi chưa phân quyền. Nên không lên. Thế chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta xem ở trong user này. Do reload này. Ta nhìn thấy upload cái gì gì đấy, 599 bao nhiêu đấy đúng không? Ta lẽ phải check xem là user này nó có, à quên nhầm, cái up lưu ảnh cái nó có tạo thành công không. Nếu mà up thành công thì mới lưu. Thế bây giờ chúng ta coi lại đã. Bây giờ tôi phân quyền, nếu những cái bạn nào mà sử dụng Linux thì phải lưu ý này. CD đâu nhỉ? K30B1 repo L52 này. CD vào trong cái thư mục đấy. CD trong thư mục project của mình á. Tiến hành chmod sudo chmod cách trừ -r cách 777 cách upload, điền password vào. Xong. Bây giờ là phân quyền xong thì chúng ta mới up được ảnh lên trên đấy. Làm lại nhá. Tạo mới này. Thằng Lương tên là gì? Nguyễn Văn Lương. Đổi tên cho mày thành Lê Văn Lương. Lê Văn Lương a@gmail.com. Password là 123456. Member name bằng Lê hoặc Nguyễn Văn Lương. Thằng này để xem có cái ảnh nào bậy bậy. Cây kê. Thằng này ở Hà Nội. Submit lên. Lê Văn Lương lên rồi nhá. Quê ở Hà Nội nhá. Được chưa? Chém thế. Ảnh lên chưa? Được chưa? Ảnh đã lên rồi. Bây giờ chúng ta ra ngoài index. Chúng ta ngó lại xem cái ra cái homepage ấy. Chúng ta chưa có lấy ra cái ảnh ở đây đúng không? Thế bây giờ tôi lấy ra sau cái name này, tôi duplicate lên cái. Tôi sẽ tiến hành ở đây là thẻ, trong này sẽ có một cái thẻ là thẻ IMG có SRC bằng cái value trở đến avatar. Có width, set cho nó nhớ, set cho nó cái width. Chẳng biết này có được không. Như phải chấm như này. Set cho nó một cái width bằng 100 pixel. Thấy không? Lương có ảnh này. Thằng này không có ảnh này. Thằng Đạt này ảnh lay up không lên. Cho nên là không có ảnh này. Được chưa? Đó. Đấy là cái việc chúng ta tiến hành up ảnh.
Đấy chưa nhỉ? Đấy, áp ảnh nó chỉ có thế thôi, hết thôi. Chẳng có gì nữa. User controller. Đấy, tạo mới nó chỉ như này thôi. Delete thì dễ òm, chẳng có gì. Rồi tôi làm delete cho các bạn xem nhé. Chắc là trong khoảng 2-3 phút thôi. Đây là index này. Chúng ta có một cái hàm mới tên là delete user, remove user này. Remove user. Xong. Bây giờ ở ngoài home page tôi sẽ tiến hành tạo thêm một cái button ở đây rồi. Đây là sau name này, đây là avatar. Avatar này, address này. Ở đây tôi sẽ có thêm một cái button nữa. Thẻ A này. Khóa wrap bằng remove. Không được, ở đây là code PHP, đây là code HTML. Đấy. Cái bất lợi của khi mà dùng echo là như này này. Remove trừ user hỏi chấm ID bằng cộng với bằng sẽ có cộng với value cho đến ID. Viết cái này ngoài này. Đây là không có title. Remove test đây. Đây remove ID bằng 861 1011 đúng không? Tôi xóa thằng đạt đi nhá. Bây giờ chúng ta có remove user đúng không? Copy URL này. Check ở trong index xem có chưa. Index remove user đây rồi. Gọi đến hàm remove user nằm trong user controller. Xếp xuống. Có chưa? Chưa có đúng không? Rồi đây là remove user này. Trong này chúng ta phải nhận được một cái ID. Nó bằng đô la gạch dưới get ra cái biến ID ở trên URL. Sau đó chúng ta có cái model bằng user model 2.2.file cái ID này. File cái ID. Tiến hành là if model thì chúng ta sẽ tiến hành là model trỏ đến delete và tiến hành là header location về index.php. Thế là xong cái hàm remove. Thử nhá. Bay chưa? Được chưa? Cực kỳ nhanh. Làm trong khoảng vài nốt nhạc thôi. Nhưng chúng ta làm xong là nắm được cái logic này. Được chưa nhỉ? Update nhá. Làm được update xong rồi về nhà các bạn sẽ làm triển khai cái đấy cho cái classes, cái model classes hôm trước. Được chưa? Tôi làm luôn phần update nhá. Thì update lại luôn luôn, mọi thứ luôn luôn bắt đầu từ cái round, từ cái URL này. Được chưa? Tôi tiến hành là đây là update user. Update user thì tôi gõ trỏ đến hàm là update user luôn. Update cái update user này. Xong. Bây giờ user controller gọi đến hàm update user. User model ở đây không bằng user nữa mà bằng 2.2.file. Chúng ta có một cái biến là ID bằng đô la gạch dưới get ID nhận về. Thì chúng ta sẽ file ra cái ID này. Tiến hành là if model bằng phone hoặc là bằng null thì tiến hành header location về index.php và chúng ta đài ở đây luôn. Còn nếu không thì include cái view bằng user form, bằng luôn user form. Vì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng một cái form này để làm cả insert cả update bằng cách như sau.
đây đã có đằng nào có cái biến model truyền ra đúng không, các bạn thấy này, đằng nào có cái biến model nó truyền ra ngoài này, thì chúng ta hoàn toàn thể cập nhật nó. Thứ nhất là chúng ta thêm vào đây một cái là, mà thôi thì tôi tạo ra hai cái đi để cho chúng ta dễ hiểu, không lại không nhớ hiểu được cái gì. Đây là update user.php này, update user, update user trừ form. Rồi, code PHP ở đây. Bây giờ tôi sẽ copy cái nội dung của file này, vứt sang file này. Copy vứt sang. Thì bây giờ chúng ta cũng đẩy về save trừ update user này, method post increase time như cũ. Chúng ta sẽ có thêm một cái input time bằng hidden, name bằng ID, value bằng hỏi hỏi này, bằng model trỏ đến ID. Sau một cái email chúng ta sẽ có bằng value cũng bằng cái kia luôn, value cũng bằng một cái model trỏ đến email này. Password thì dẹp đi, không ai cập nhật password ở trong cái màn hình update này cả. Tiếp tục đến cái gì, role đúng không, role thì chúng ta sẽ có là ở đây tiến hành như sau. Cái này check cực hơi khó, chúng ta sẽ có if để coi nào, đây sẽ bằng selected member bằng model trỏ đến user. Đây tôi sẽ selected thằng này bằng selected. Xong. Tiếp theo. Chúng ta sẽ có là selected mod bằng model trỏ đến role gạch dưới ID bằng 300. 300 hay 500 nhỉ? Mấy trăm? 500. Nếu mà bằng 500 thì thằng này sẽ bằng selected, còn nếu không thì bằng string rộng. Tương tự như vậy, duplicate lên selected admin. Còn cái này khác bằng 900, bằng selected không thì bằng rộng. Chúng ta sẽ có cái thằng này bằng cái selected member, role ID 100 này. Chúng ta sẽ có hỏi chấm bằng selected member này. Tiếp theo sẽ có selected của mod này. Tiếp cuối cùng là selected của admin. Xong. Tiếp theo name thì lại bằng model trỏ đến name thôi. Xét vào cái value này. Avatar chúng ta sẽ code PHP tiếp. If model trỏ đến avatar khác rỗng thì tiến hành hiển thị một cái ảnh ở đây. IMG có src bằng cái model trỏ đến avatar có width bằng 100. Đó, còn cái này chúng ta không set value. Input file chúng ta không bao giờ set value nó, bởi vì set cũng không có tác dụng gì. Address thì bằng model trỏ đến address. Thay submit như bình thường. Xem nhá. À còn thiếu, vẫn còn thiếu cái là ở cái màn hình homepage này chúng ta chưa có cái link update, thì tôi duplicate thằng này lên. Đây là update user ID. Update. Chưa? Wow. What the lợn. Tại sao lại ra này?
Hình như ở user model, user controller tôi chưa đổi. Ở đây vẫn user trở về form này. Chúng ta đã trở về update trừ user trừ form chấm php. Được chưa? Đấy là toàn bộ thông tin nó đang có sẵn, thiếu mỗi thằng này. Thằng này chưa được thằng nào selected cả. Mà selected là sai nhá. Selected là sai, chúng ta phải là checked. 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 Đó, thằng này là member đúng không? Để chọn là member gì nữa? Hay là admin? Mấy trăm role không có thì làm member là đúng rồi. Rồi bây giờ lưu xuống là chúng ta có save update user đúng không, thì lại tạo một cái link cho nó, nếu mà cần thiết thì tạo một cái link cho nó đâu nhỉ, save user đấy, save update user này. Đây tôi sẽ thêm save update user vào. Tôi tiến hành vào trong này, tôi update cái hàm này lên. Save update user với email bằng post này. Nhưng mà chúng ta còn thiếu một cái nữa là ID bằng post, nhận ID này, email, password, password cũng có bỏ đi. Name, role ID, address, file vẫn như cũ, được chưa? Nhưng ở đây khác một chút, đó chúng ta phải bê cái model này lên trên phần này. Model bằng cái này này, model ở đây sẽ bằng user model 2.2.file, phải biến ID truyền lên này, xong rồi sau đấy model name, model ID, pass, model email move lên, password không update vứt đấy, name, role ID, address xong hết đi này. Rồi, bây giờ còn cái address nữa đúng không? À, còn cái avatar đúng không? Trong trường hợp người ta upload ảnh lên thì chúng ta mới thay avatar của họ. Còn nếu mà người ta không up ảnh lên, tức là người ta muốn giữ cái ảnh avatar cũ, thì chúng ta không động chạm gì đến đấy cả, được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Khi mà file này lớn hơn 0 thì chúng ta mới tiến hành là model trỏ đến avatar bằng file name mới, được chưa? Và cuối cùng chúng ta vẫn xếp xuống như bình thường và đẩy về index test cái nhá. Lê Văn Lương, đây thấy sai email đúng không? Chuyển lại ngay thành Nguyễn Văn Lương. Cái này chuyển bằng mod này. Sao name lại bằng 11 nhỉ? Name thằng này là cái gì? Name bằng Nguyễn Văn Lương cơ mà. Chắc tôi viết nhầm rồi. Name Đây. Name. Rồi. Đây sửa lại thành Nguyễn Văn Lương. Đây, tên thật là Nguyễn Văn Lương đẹp trai. Ví dụ thế. Mod này. Đổi ảnh. Cây cà phê, à cây cà phê chè. Đây Lào Cai. Lào Cai. Summit. Nguyễn Văn Lương đẹp trai sang cái ảnh khác. Được chưa? Tạo một cái nữa. Đây là quân HIV. Thằng này không chạy đâu được. 56 này. Thằng này làm cho là admin đi. Name bằng Nguyễn Văn Quân. Avatar bạn Chí Bình. Address là Hà Nội à. Submit. Được chưa? Làm cực kỳ nhanh với cái mô hình MVC này. Buổi sau chúng ta thực hành nhiều hơn. Được chưa? Cho truyền chúng ta chỉ cần đơn giản là nắm được cái logic của nó, là từ đâu chạy đến đâu. Tất cả dựa vào thằng htaccess này đẩy toàn bộ request về index.php. Từ index.php chúng ta sẽ là phân tích cái URL bằng cái URL bằng cái này. Chúng ta thực hiện switch dựa vào cái case đẩy về các cái controller và các cái index và cái về cái hàm nằm trong controller phù hợp. Ở trong đấy chúng ta có quyền sử dụng model. Chúng ta hoàn toàn có quyền sử dụng các cái model để lấy dữ liệu và tương tác với dữ liệu từ trong cơ sở dữ liệu. Sau đó trả về một cái view thì chúng ta đơn giản là include một cái view nào đấy và bê cái biến chứa dữ liệu từ trong controller vứt ra ngoài như bình thường. Được chưa?
Sau đó ra ngoài view rồi thì chúng ta đơn giản là tiến hành tương tác bất kỳ element nào ở view mà thay đổi URL thì nó lại là gửi một request mới lên trên server. Được chưa? Đấy là cái vòng đời của cái mô hình MVC. Thì hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ? Thứ hai à? Thứ tư chúng ta vẫn học bình thường. Thì đến thứ tư tôi yêu cầu bài tập về nhà chúng ta là làm cho tôi hoàn thiện xong phần thêm sửa xóa classes và phần này, model classes, và hoàn thiện về lớp học, thêm sửa xóa, cập nhật thông tin của lớp học. Được chưa? Tôi sẽ đẩy cái logic, đẩy cái bài tập này, code này lên. Ở lesson 52 nhá. Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Đây, nội dung này chúng ta học về bên học về cái mô hình MVC. Khó thì nó rất là khó, nhưng mà dễ thực ra nó cũng chẳng có gì. Chỉ đơn giản làm sao điều hướng được toàn bộ, thì cái khó nhất là điều hướng tất cả các request về index.php. Thế rồi. Còn cũng không có gì khó cả. Được chưa nhỉ? Có thấy khó quá không? Đúng anh? Trông có vẻ sợ. Tôi chưa cần cô hiểu hết, cô chỉ cần về cô làm theo. Chỉ cần làm theo thôi. Chứ cũng không khó, có người nào mà chưa từng đi làm mà ngồi mà đọc phát nắm được hết cả MVC được, khó lắm. Thì cứ làm theo thôi, dần dần mình làm quen đi thì mình sẽ thấy nó dễ dàng thôi, chứ cũng không ai bắt là phải hiểu hết. Bây giờ chỉ cần yêu cầu là làm theo thôi. Nhưng mà làm với một cái đối tượng khác để mình luyện tập. Vậy thôi. Chưa có gì gọi là cao siêu cả. Nhá. Từ từ nhá. Và chúng ta sẽ luyện tập với MVC này vài ngày. Được chưa?